Rồi tiếp theo. Con xin đảnh lễ thưa sư, con thường được nghe giảng về những vị chư thiên trên cõi trời vô tưởng, không có tâm. Nếu không có tâm thì làm sao vị này có thể nhận thức được sự hiện hữu của mình? Thưa quý vị đó, ở cõi trời vô tưởng khi mà không có tâm thì đó cũng không nhận thức được sự hiện hữu của mình luôn. Cái vị mà đang ở cõi trời vô tưởng đó thì đó cũng không nhận thức được sự hiện hữu của mình. Được mô tả giống như là một người bắn một cái mũi tên mà vào trong bóng tối, theo dõi được một đoạn rất là ngắn và sau đó là mất dấu. Và sau này á, khi mà vị đó, cô Hương Bình Nguyễn vui lòng tắt micro. Và sau này đó, nếu như mà vị đó có chứng thiền, có thần thông, có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, mà vị đó nhớ đến ngay cái kiếp mà vị đó làm cái vị trời, vị ở cõi, vị Phạm Thiên ở cõi vô tưởng á, thì vị đó cũng không biết được, mà vị đó sẽ nảy sinh một cái tà kiến như thế này. Do cái tuổi thọ của cái vị trời cõi vô tưởng này đó, nó vượt qua khả năng nhớ của vị đó, cho nên vị đó sẽ có một cái tà kiến như thế này. Bây giờ giới hạnh của tôi trong sạch, tôi có thể nhớ được vô lượng kiếp quá khứ. Xin thưa với quý vị, tuổi thọ một quả địa cầu nó rất là lớn, mà có thể nhớ được một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, ba kiếp trái đất, thì có nghĩa là cái sức nhớ vị đó rất là lớn rồi. Và vị đó thì vị đó có cơ sở thì vị đó nói là ta nhớ được vô lượng kiếp quá khứ. Và ở một cái kiếp đầu tiên, có nghĩa là ta từ không có gì hết mà do phiền não cho nên có chúng sanh. Bây giờ cái kiểu lý luận đó nó vẫn còn, là xuất phát từ những cái vị mà chứng thiền nhớ được tới cái kiếp này. Có nghĩa là vị đó phát sinh khởi cái tà kiến là trước đó ta vốn thanh tịnh, không có chúng sanh gì hết, nhưng mà do có một khởi niệm cho nên là xuất hiện cái chúng sanh đó. Đó là trước đó là không có, nhưng mà do ô nhiễm sau đó mới có chúng sanh. Rồi vì đó có thể do cái thần thông, vì đó có thể nhớ biết được những cái kiếp sau, 100 kiếp sau, 1.000 kiếp sau, một kiếp trái đất sau, hai kiếp trái đất sau. Vì đó nhớ nhìn thấy tương lai, thấy ngay cái kiếp mà vị đó lên cái cõi trời vô tưởng thì vị đó mất hút. Do sức nhớ vị đó có hạn, không nhớ hết được cái tuổi thọ của cái vị ở cõi trời vô tưởng này. Cho nên vị đó sẽ phát sinh một cái tà kiến là với cái giới hạnh thanh tịnh, với sự tu tập, với thần thông mà ta có thể nhớ được một 10 kiếp, 100 kiếp, 1.000 kiếp, vô số kiếp. Và ta thấy rằng trong tương lai ta sẽ đi đến cái chỗ là không có gì hết. Cho nên là vì đó phát khởi một cái tà kiến là không đến không đi cũng chẳng có gì. Cho nên á, khi mà sanh về cái cõi vô tưởng thì vì đó không có sự ghi nhận nào hết. Nhưng mà vẫn có tồn tại chứ không phải không có tồn tại, nhưng mà vì đó không còn khả năng biết gì hết á.